Nam mô Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát Ma Ha Tát, Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ Tòa Thánh Tây Ninh. Đạo Đức Kinh, chương thứ tư. Phần A. Đạo xung nhi dụng, chi hoạt bất doanh, uyên hề tự vạn vật chi tổng. B. Tỏa kỳ nhuệ, giải kỳ phân, hòa kỳ quan, đồng kỳ trấn. C. Trạm hề tự hoạt tồn, ngô bất tri, thùy chi tử, tượng đế chi tiên. Dịch nghĩa, phần A. Đạo thì trống không, nhưng đổ vô mãi mà không đầy. Đạo như vực thẳm, dường như tổ tông của vạn vật. Phần B. Nó làm nhục bén nhọn, tháo gỡ rối rắm, điều hòa ánh sáng, đồng cùng bụi bặm. Phần C. Nó trong trẻo thay, lại dường như trường tồn. Ta không biết nó là con ai, dường như có trước thiên đế. Bình chú. Chương này chuyên nói về cái thể và cái dụng của đạo. Thể của đạo không thể dùng lời nói mà hình dung được, thì nguyên thủy của đạo cũng không sao nói ra đặng. Ta chỉ có thể hiểu đạo dường như có trước tạo vật, nhưng không thể biết đạo do đâu mà ra. Tuy là hư không mà dùng không hết, lấy không cùng, linh hoạt vô cùng. Bén nhọn rối rắm thì đạo làm cho nhục bén, gỡ rối. Đạo dung hòa tất cả mọi trình độ hiểu biết về thị phi thiện ác. Đạo cũng hòa lẫn cái trong sạch và nhơ bẩn, không phân thanh trược gì cả. Thế mà đạo vẫn trong trẻo lạ lùng. Thể của đạo rất khó biết, dụng của đạo thật khó hiểu. Vì vậy Lão Tử dùng toàn những chữ không quyết định như hoặc, tự, ngô bất tri, đúng với câu danh khả danh, phi thường danh đã nêu ở chương thứ nhất. Chương thứ năm. Phần A. Thiên địa bất nhân, dĩ vạn vật vi sô cẩu. Thánh nhân bất nhân, dĩ bách tánh vi sô cẩu. Phần B. Thiên địa chi gian, kỳ du thác thực hồ, hư nhi bất khuất, động nhi vũ xuất. Phần C. Đa ngôn sổ cùng, bất như thủ trung. Dịch nghĩa, phần A. Trời đất không có nhân, coi vạn vật như loài chó rơm. Thánh nhân không có nhân, coi trăm họ như loài chó rơm. Phần B. Cái khoảng giữa trời đất giống như ống bể, tuy trống không mà vô tận, càng động lại càng hơi ra. Phần C. Càng nói nhiều càng không sao nói hết được, thà là giữ lấy cái trung. Bình chú. Phần A. Bậc thánh nhân cũng như đạo không tư vị ai cả, nên gọi là bất nhân. Đạo là cái luật lạnh lùng của tạo hóa, không vì kẻ rét mà dẹp mùa đông. Đang thời thì dùng, sái thời thì bỏ, coi vạn vật như loài chó rơm. Chó rơm là vật dùng trong khi cúng tế, lúc đang dùng thì quý, dùng xong thì bỏ. Trời đất sanh vạn vật như sanh cây cỏ, xuân thì đâm chồi, thu thì rụng lá. Đang sanh thì quý, đã rụng thì bỏ đi. Xuân tới sanh lại, nhưng không còn là cây cỏ ngày xưa. Thánh nhân đối với trăm họ cũng thế. Trăm họ tức là trăm quan lãnh phần thi hành chánh giáo. Trăm quan ngày nay không còn là trăm quan ngày xưa, thì chánh giáo ngày xưa cũng không dùng cho ngày nay được. Như thế, ta thấy Lão Tử phản đối thuyết phục cổ như Trang Tử thường bài Bát Nho Gia nói nhân nghĩa để tân bốc tiên vương. Theo Trần Trụ, Trang Tử về sau diễn trọng nghĩa bất nhân trong bài Sô Cẩu. Phần B. Lấy một tỷ dụ cụ thể để so sánh cái dụng của đạo như cái ống bể của thợ rèn. Cái lòng của ống bể thì trống không, còn công dụng nó hô một hấp mà thành ra vô tận. Cho nên mới nói càng động lại càng hơi ra. Tức trong không mà sanh có, có có không không, liên miên bất tuyệt. Dùng ống bể là tượng trưng luật quân bình của trời đất. Cái không gọi cái có, cái tịnh gọi cái động. Phần C. Chữ trung mà Lão Tử dùng ở đây là ám chỉ cái luật quân bình và điều hòa của đạo. Rất ghét cái gì thái quá, tổn hữu dư, bổ bất túc. Chính chữ trung ấy nó gìn giữ đòn cân thiện ác, không cho chênh nghiêng thái quá về một bên nào cả. Chữ trung cũng có nghĩa là hư không, đồng nghĩa với chữ đạo hay chữ chân không của nhà Phật.
Đa ngôn sổ cùng, tức là nói nhiều bao nhiêu cũng không sao nói hết được. Nói hết được cái gì? Nói hết được cái công dụng vô tận của cái hư không, hư nhi bất khuất mà Lão Tử đã vừa nói ở câu trên. Ta nên nhớ, Lão Tử chủ trương hư không, không ngớt ca tụng công dụng vô tận của nó trong đời. Suốt một quyển Đạo Đức Kinh đều lay quay chung quanh cái công dụng của hai chữ hư vô. Như sau đây, ở chương thứ 11, Tam Thập Phúc, cộng nhất cốc, đương kỳ vô, hữu xa chi dụng. Câu này dùng để thừa tiếp ý nghĩa của câu trên, hư nhi bất khuất. Tuy cái thể của đạo là trống không, nhưng mà cái dụng của nó thì vô tận. Chương thứ 6 sau đây sẽ bàn rộng thêm, miên miên nhược tồn, dụng chi bất cần. Chương thứ 6. A. Cốc thần bất tử, thị vị huyền tẩn. B. Huyền tẩn chi môn, thị vị thiên địa căn. C. Miên miên nhược tồn, dụng chi bất cần. Dịch nghĩa: A. Thần hang không chết nên gọi huyền tẩn. B. Cửa của huyền tẩn, gốc rễ của đất trời. C. Dằn dặt như còn hoài, dùng hoài mà không hết. Bình chú: hai chữ cốc thần và huyền tẩn đều là tên riêng của đạo, chỉ cái thể hư không của đạo. Nghiêm Phục bàn rằng, vì cớ muốn dùng cái nghĩa hư không của đó nên gọi là cốc, vì cớ muốn chỉ chỗ ứng dụng vô cùng của đó nên gọi là thần, vì cớ muốn chỉ các công dụng bất khuất và vũ xuất không bao giờ tận, càng động càng hơi ra của đó nên gọi là bất tử, mà cái đó đều là đức của đạo vậy. Câu giải thích này của Nghiêm Phục rất chính xác. Chương này bổ túc cho chương trên, bàn về cái thể hư không của đạo. Phái Thần Tiên giải thích đoạn văn trên đây cho rằng, hang trong núi gọi là cốc, trỏ vào chỗ trống không, hư không, biến hóa vô cùng, gọi là thần, linh minh bất tử là luôn luôn tỉnh táo, không mê muội. Còn chữ huyền tẩn, Phái Thần Tiên lại giải, huyền là trời, dương, tẩn là đất, âm. Trời đất hợp lại thành huyền tẩn. Có huyền tẩn rồi, hai khí âm dương mới hợp nhất thành một khí thái cực, khi lên khi xuống, khi lại khi qua, trong chỗ hư không. Đó tức là cửa của huyền tẩn, huyền tẩn chi môn. Nhưng đó là lối giải thích của nhóm đạo gia, không phải của nhà đạo học. Huyền tẩn có nghĩa là mẹ nhiệm màu. Tẩn lại cũng có nghĩa là lạch nước trong hang. Xem lại chương 1, câu hữu danh vạn vật chi mẫu. Huyền tẩn là gốc rễ của đất trời, âm dương, tức muốn nói tịnh là gốc của động, là gốc phát sinh ra vạn hữu. So sánh với chương 4, đạo xung nhi dụng chi. Chương thứ 7. A. Bất thượng hiền, sử dân bất tranh. Bất quý nan đắc chi hóa, sử dân bất vi đạo, bất kiến khả dục, sử dân tâm bất loạn. B. Thị dĩ thánh nhân chi trị, hư kỳ tâm, ngoại kỳ thân nhi thân tồn, phi dĩ kỳ vô tư giả, cố năng thành kỳ tư. Dịch nghĩa: A. Trời dài đất lâu. Trời đất sở dĩ dài lâu là vì không sống cho mình nên mới đặng trường sinh. Phần B. Vì vậy thánh nhân để thân ra sau mà thân ở trước, để thân ra ngoài mà thân đặng còn, phải chăng vì không riêng tư mà thành được việc riêng tư? Bình chú: tự sinh, Hà Thượng Công nói tự sinh ở đây có nghĩa là tự tư kỳ sinh, nghĩa là sống riêng cho mình. Trường cửu là lâu dài, đây cũng là một phép xử thế tiêu cực của Lão Tử. Vì không riêng tư mà thành được việc riêng tư, phương pháp xử thế này căn cứ vào đâu? Phản giả đạo chi động, căn bản của triết học Lão Tử, phản ngược lại đó là cái động của đạo. Trái với quan niệm thông thường của người đời, hễ muốn lắm thì phải được, Lão Tử không cho là phải. Theo ông thì cái gì mình muốn lắm lại không được như ý nguyện, muốn quá nên thì lại dễ hư, muốn quá tốt thì lại dễ thành xấu. Đạo rất ghét cái gì thái quá, cho nên tồn hữu dư, hồ bất túc, cao giả ức chi, hạ giả cử chi, để lập lại quân bình trong trời đất. Hễ mình muốn đi trước thì đạo lại kéo ra sau để được quân bình. Vì vậy bậc thánh trí muốn cho thân ra trước thì lại để thân ra sau, muốn cho thân được còn thì lại để thân ra ngoài, muốn được việc cho riêng mình
thì lại không bao giờ lo riêng cho mình. Cũng như sau này ông thường khuyên ta: tri kỳ hùng, thủ kỳ thư, tri kỳ vinh, thủ kỳ nhục. Và dùng nhu nhược thắng can cường, hoặc bất tranh nhi thiện thắng, toàn là dùng tiêu cực mà được tích cực. Chương thứ 8. Phần A. Thượng thiện nhược thủy, thủy thiện lợi vạn vật, nhi bất tranh, sự chúng nhân chi sở ố, cố cơ ư đạo. Phần B. Cư thiện địa, tâm thiện uyên, giữ thiện nhân, ngôn thiện tính, chánh thiện trị, sự thiện năng, động thiện thời. Phần C. Phù duy bất tranh, cố vô vưu. Dịch nghĩa phần A. Bậc thượng thiện giống như nước. Nước thì hay làm lợi cho vạn vật mà không tranh, ở chỗ mà người người đều ghét, nên gần với đạo. Phần B. Ở thì hay lựa chỗ thấp, lòng thì chịu chỗ thâm sâu, sự thế thì thích dùng đến lòng nhân, nói ra thì trung thành không sai chạy, sửa trị thì chịu làm cho được thái bình, làm việc thì hợp với tài năng, cử động thì hợp với thời buổi. Phần C. Ôi, vì không tranh nên không sao lầm lỗi. Bình chú. Phần A. Tánh của nước là yếu mềm, gặp chỗ trống thiếu thì chảy vào, gặp chỗ đầy dư thì chảy ra, lánh cao mà tìm thấp, ngày đêm chảy mãi mà không ngừng. Để lấp đầy những gì trống trên mặt đất, nó là tượng trưng thực hiện luật quân bình của trời đất. Lên trên thì làm mưa móc, xuống dưới thì làm sông lạch, đâu đâu cũng tưới gội thấm nhuần, luôn luôn tùng thuận, chẳng hề kháng cự. Bị cản thì dừng, mở đường thì chảy, ống thẳng bầu tròn, nhưng không mất bản chất bao giờ. Vì vậy mới gọi hay làm lợi cho vạn vật mà không tranh. Sự chúng nhân chi sở ố, thiên hạ đều ham danh mà ghét nhục, thích ở trên cao mà ghét ở dưới thấp. Nước trái lại, lánh cao mà tìm thấp, cư thiên địa, ở thì ưa chỗ thấp. Đây cùng là một ý nghĩa với chương trên, hậu kỳ thân, nhi thân tiên, chứ không phải như phần đông đã hiểu sai, cho rằng triết học của Lão Tử chủ trương thoái hóa và yếu hèn. Phần B. Chữ thiện ở đây có nghĩa là ưa thích, thuận chịu. Cư thiện địa, ở thì ưa lựa chỗ thấp mà ở. Tâm thiện uyên, đối với lòng thì ưa sự hư không, vắng lặng. Giữ thiện nhân, đối với người thì yêu thương tất cả, không có tình thương riêng tư. Ngôn thiện tính, lời nói thì thành thật trung hậu. Chánh thiện trị, trị thiên hạ thì vụ sự làm cho lòng người đừng loạn. Sự thiện năng, làm việc thì hợp với tài năng, không miễn cưỡng, không tham vọng những việc làm quá tài đức của mình, khác với thường nhân, tài đức kém mà thích địa vị cao. Động thiện thời, hành vi cử động đều hợp thời vừa lúc, đó là hạnh của thánh nhân. Phần C. Thánh nhân không tranh nên không lầm lỗi, đó là kết luận của chương này. Chương này thừa tiếp chương trên. Để thêm ý nghĩa, ở đây Lão Tử đề xướng cái đạo bất tranh, lấy nước mà ví với đạo. Phải chăng vì muốn cầu kỳ lập dị? Người ta sở dĩ có tranh giành với nhau, điều kiện đầu tiên phải là cùng đồng một quan điểm với nhau về điều phải lẽ quấy. Cùng cho một vật là quý mới có sự tranh giành với nhau. Chứ đối với một vật mà kẻ trọng người khinh thì sự đấu tranh không còn lý do gì tồn tại. Huống chi Lão Tử đã cho rằng: thiên hạ giai tri, mỹ chi vi mỹ, tư ác dĩ, giai tri thiện chi vi thiện, tư bất thiện dĩ. Nghĩa là xem thị phi thiện ác như nhau, thì lạ gì khi thiên hạ ùa nhau vào chỗ cao, riêng ông đứng nơi chỗ thấp, thiên hạ ùa vào đứng trước, riêng ông thích đứng đằng sau. Đối với ông, chẳng những vì ông không cho chỗ nào vinh, chỗ nào nhục, chỗ nào thấp, chỗ nào cao, mà lại cũng vì ông muốn làm thế để giữ lại mức thăng bằng trong xã hội quá thiên về cái đạo hữu vi tích cực. Cho nên, dù cho ai cố muốn tranh, cũng không làm sao tranh với ông được. Vì vậy, ở chương 66 sau này, ông mới nói: dĩ kỳ bất tranh, cố thiên hạ mạc năng giữ chi tranh. Nghĩa là bởi vì nó không tranh, nên không ai tranh với nó được.